Chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một khóa học bán hàng thần tốc với Ladinbay thì chiến lĩnh thị trường ngáp hò vốn nhanh. Giới thiệu khóa học bán hàng thần tốc với Ladinbay sẽ giúp cho các bạn tạo Ladinbay bán hàng ngay thông qua những công cụ phổ biến như công nghệ làm web mới nhất, giúp cho bạn thiết kế giao diện bán hàng thân thiết nhất và hiệu quả nhất. Ngoài ra, khóa học còn cung cấp cho các bạn những cách tự tạo một trang web cho người không biết lập trình. Bên cạnh đó, bạn học thêm SEO Ladinbay thế nào là hiệu quả. Không chỉ học lý thuyết, khóa học này còn cung cấp cho các bạn những goal set thực tế đặt vào tay bạn, cơ hội thực hành ngay những gì bạn học được trong quá trình tham gia khóa học. Cuối cùng, khóa học bạn chỉ ra mảnh ghép hoàn chỉnh của hệ thống kinh doanh online, phương pháp tấn công thị trường ngách bằng Ladinbay, hồi vốn nhanh. Lợi ích của khóa học có ngay một Ladinbay đơn giản sau 30 phút, tạo một Ladinbay bán hàng sản phẩm, thực hành phương pháp kiểm tra và tối ưu Ladinbay tấn công thị trường ngách. Bạn sẽ sở hữu kiến thức để xây dựng hệ thống cho những dự án kinh doanh của bạn khác nhau. Đối tượng đào tạo đang kinh doanh online, muốn tối ưu hóa doanh thu. Những bạn làm marketing muốn nâng cao tỷ lệ chuyển đổi trên web, bạn mới bắt đầu kinh doanh online kiếm tiền với một phương pháp hiệu quả, muốn test tính khả thi trước khi đầu tư, thì sau đây mời các bạn theo dõi một đoạn video giới thiệu về khóa học bán hàng thần tốc. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Steven Nhã, tôi là chuyên gia đào tạo về kinh doanh online. Bạn biết không, khi bạn đang xem video này thì ngoài kia có rất nhiều bạn đang tự tạo hệ thống kinh doanh online của họ. Bạn đã chi quá nhiều tiền cho quảng cáo rồi và tỷ lệ chuyển đổi lại không như mong muốn. Bạn biết rằng bạn cần phải tạo ra landing page và tối ưu hóa landing page là mấu chốt để bạn có thể thắng trong thị trường kinh doanh online này. Khi bạn phát hiện một yếu tố để tối ưu hóa landing page của mình thì bạn phải đợi cho đến khi cái ý tưởng của bạn bị vụt mất. Bởi vì bạn phải đợi cho các chuyên gia, những bạn rành về IT, bạn rành về web để chỉnh sửa điều đó. Trong khóa học này sẽ hướng dẫn các bạn tạo landing page trong vòng 30 phút và tối ưu hóa nó trong vòng 1 tiếng thôi. Ngoài ra, tôi còn hướng dẫn các bạn tạo website dành cho những bạn không biết về lập trình. Các bạn vẫn có thể tạo được một website. Và đặc biệt, tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách bạn sell cái landing page của mình lên top Google. Và cuối cùng, tôi sẽ vẽ lại cho bạn một bức tranh về kinh doanh online, tất cả các chiến lược để bạn tấn công vào thị trường ngách. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy nhanh tay đăng ký khóa học bán hàng thần tốc với Ladinbay tại unica.vn. Tôi sẽ gặp lại bạn trong khóa học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi một đoạn video giới thiệu khóa học bán hàng thần tốc với Ladinbay. Thì đối với khóa học này, các bạn sẽ được ưu đãi là 40% nếu như các bạn đăng ký đường link ở phía dưới video này. Thì khóa học này là trị giá 600.000, các bạn giảm được 40%, chỉ còn lại là 359.000. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo. Và hãy đăng ký kênh của mình để nhận được những video mà mình chia sẻ mới nhất.